Thưa cô bác, thưa bà con, tưới tiết kiệm hay còn gọi là tưới cục bộ là một phương pháp được giới thiệu vào sản xuất nông nghiệp của nước ta lâu rồi, cách đây đã tới 20 năm. Theo các nhà khoa học, khi được thiết kế và quản lý thích hợp, kỹ thuật tưới tiết kiệm sẽ đạt được hiệu quả rất to lớn về phương diện cấp nước, phân phối nước và rất lý tưởng trong việc kết hợp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng cũng như là việc cơ giới hóa, tự động hóa cho các khâu tưới nước và chăm sóc cho cây trồng. Phương pháp tưới tiết kiệm là cung cấp nước cho cây trồng từ một hệ thống đường ống thông qua các thiết bị tưới và chỉ làm ướt từng khoảng đất nhỏ ở gốc cây trồng, phần hoạt động của bộ rễ. Căn cứ vào đặc tính của thiết bị tưới và hình thức phân phối nước từ thiết bị tưới mà kỹ thuật tưới tiết kiệm được phân chia ra hai loại chính là tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa. Tưới nhỏ giọt là kỹ thuật tưới cung cấp nước vào đất dưới dạng các giọt nước nhỏ ra từ thiết bị tạo giọt đặt trên mặt đất gần gốc cây. Tưới phun mưa cục bộ là kỹ thuật tưới cung cấp nước cho cây trồng dưới dạng các hạt mưa hoặc hạt sương rơi trên một diện tích nhỏ xung quanh gốc cây trồng. Hiện nay trong sản xuất nó có hai cái hệ thống tưới mà Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp đã khuyến cáo áp dụng, đặc biệt là trong cái chương trình VNSAT, đó là hệ thống tưới nhỏ giọt Israel và hệ thống tưới phun mưa cục bộ tại gốc của Washi. Mỗi cái hệ thống tưới nó đều có cái lợi thế. Ví dụ như hệ thống Israel là hệ thống bù áp nội, cho nên nó chia nước khá là đều giữa các cái đơn vị tưới. Nhưng có một cái nhược của nó là yêu cầu cái chất lượng nước phải tinh khiết, bởi vì nếu không nó sẽ gây ra nghẹt hóc cái hệ thống. Hệ thống của Washi là một hệ thống mà cũng đã cải tiến từ những cái thực tế sản xuất, cho nên nó là một hệ thống là hở và bù áp ngoại, cho nên nó không bị nghẹt và phải nói là có thể chấp nhận những cái phần tử đường kính một vài mm đi qua hệ thống, cho nên cái tính nghẹt nó không bị trầm trọng như các hệ thống kia. Mặc dù mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng so với phương pháp tưới truyền thống, chi phí lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm lại cao hơn. Mức chi phí lắp đặt cho một hecta trung bình khoảng 50 đến 60 triệu đồng. Tuy chi phí đầu tư cao hơn, nhưng theo các chuyên gia, thực tế hiệu quả mang lại từ công nghệ tưới tiết kiệm rất lớn cả về môi trường, sức khỏe của cây trồng, chất lượng, sản phẩm cùng nhân công chăm sóc. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, thông thường, tùy đối tượng cây trồng chỉ sau 1 đến 2 năm thu hoạch sản phẩm là nông hộ có thể thu hồi vốn đầu tư. Vâng, thưa cô bác, thưa bà con, với những biến đổi khí hậu như hiện nay, thì cái vùng trũng đất khô cạn của chúng ta như là Ninh Thuận và Tây Nguyên có thể sử dụng giải pháp tưới nhỏ giọt hay là tưới tiết kiệm, tưới phun mưa như thế này. Và nó rất thích hợp, có phải như thế không, thưa chuyên gia Nguyễn Đình Dung? Vâng, như phóng sự đã vừa trao đổi thì chúng ta theo dõi, chúng ta thấy là rõ ràng là ở những vùng khô hạn thì vào những cái mùa khô thì rất là thiếu nước. Đấy, cho nên là chúng ta bắt buộc phải làm thế nào mà nhỏ giọt đều cho cây trồng thì nó vẫn đủ cung cấp cho cây trồng, nó không bị khô héo thì nó mới tiết kiệm được nước, chứ chúng ta cứ tưới tràn hoặc chúng ta cứ tưới thoải mái thì không có nước đâu mà tưới. Thế và tất nhiên là tưới nhỏ giọt hay tưới phun mưa thì cũng tùy từng điều kiện, tùy từng loại cây trồng mà chúng ta áp dụng. Đấy, ví dụ như trong cái lúc mà điều kiện khô hanh, rất nhiều loài sâu chích hút như là dẹp, như là nhện nó xuất hiện, nó gây hại thì chúng ta cũng nên là áp dụng tưới phun mưa để cho nó giảm áp lực sinh sôi nảy nở của những cái loài này. Vì nếu mà điều kiện khô hanh thì rất thuận lợi cho nó phát triển. Thế cho nên rất nhiều vườn cây như vườn cà phê chúng ta đã phải áp dụng tưới phun với áp lực mạnh để giảm cái mật độ dẹp nó gây hại, hoặc là với mật độ nhện đỏ nó gây hại cũng thế. Thì chúng ta áp dụng tưới phun thì tưới phun với áp lực cao này thì nó sẽ tốn nước hơn một chút so với lại tưới nhỏ giọt. Nhưng với những cây mà không có những cái loài này nó gây hại thì chúng ta có thể áp dụng tưới nhỏ giọt, chỉ tưới vừa đủ cho cái bộ rễ nó hút nước, hút dinh dưỡng và nó không bị héo và nó không ảnh hưởng gì đến năng suất của cây trồng thì là được. Đấy, cho nên tùy từng đối tượng cây trồng và chúng ta áp dụng những cái biện pháp tưới phun mưa hay là tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước nhất, bởi vì những vùng khô hạn này như chúng ta đã biết là rất thiếu nước, thiếu cả nước ngọt cho sinh hoạt, thiếu cả nước ngọt cho việc trồng trọt nữa thì chúng ta cần phải tiết kiệm. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung rất là nhiều. Bây giờ tôi xin được chuyển sang chuyên gia Nguyễn Thị Hà trả lời cho khán giả Đỗ Hùng đến từ tỉnh Bắc Ninh
Có số điện thoại là 0865, ba số cuối là 655 đã hỏi như sau. Nhà tôi nuôi cá trắm, mà tôi nuôi cá nó nặng từ 2 đến 8 lạng bịp một con. Nhưng mà nó lại bị virus xâm nhập vào cơ của cá, dẫn đến là bị đen đầu. Cá cứ bám vào bờ rồi chết. Cho tôi xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục bây giờ ra sao, thưa chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả Hùng, xin chào bà con. Với cái dấu hiệu bệnh lý rất là sơ sài như vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải xác định rõ các cái dấu hiệu do virus gây ra. Bởi vì virus thì mắt thường không nhìn thấy được, chúng ta cũng chả nhìn thấy được. Ở đây cái dấu hiệu, có cái dấu hiệu đen đầu thì nó có do ba nguyên nhân. Một là do virus gây ra, nhưng mà chúng ta phải biết là virus có hai cái đặc điểm chính mà chúng ta phải phân biệt được. Thứ nhất là nó phải xuất huyết toàn bộ cái cơ dưới da, đặc biệt là cơ lưng và cơ bụng. Cái thứ hai nữa là ruột xuất huyết nhưng rất săn chắc, không có hơi và cũng không bị thối nhũng, mà có mùi tanh đặc trưng. Đấy là hai cái dấu hiệu điển hình. Nhưng nếu mà chúng ta thấy nó chỉ có đen đầu thôi mà cơ nó không xuất huyết, đấy tôi thấy là cái nó lại nghiêng về cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ hai là môi trường. Môi trường của chúng ta nuôi mà chúng ta không quản lý tốt, nó có nhiều các khí độc, đặc biệt là gặp vào những cái ngày vừa rồi là trời rất âm u, thì khi áp suất nước nó bị thay đổi, nó sẽ nén và khí độc nó sẽ tăng bật cao lên, mà nó tăng rất cao và tăng đột ngột ấy, thì nó làm cho toàn bộ cái mang của con cá bị xuất huyết. Thì nó cũng gây nên hiện tượng đen đầu, nhưng mà các cái cơ kia nó lại không bị xuất huyết. Đấy, một cái nguyên nhân thứ ba là do ký sinh trùng. Ký sinh trùng khi bám vào trong da, trong mang của con cá hoặc trên da của con cá, nó sẽ làm cho tổn thương cái mang, mang không hô hấp được, nó cũng gây nên cái hiện tượng đen đầu. Thế chính vì vậy mà chúng ta phải rõ được các cái dấu hiệu bệnh lý của từng cái nguyên nhân một để chúng ta có thể đưa ra một cái phác đồ điều trị tốt hơn. Ở đây ấy thì thôi cứ nghiêng về do virus đi. Nếu mà virus thì không có thuốc điều trị đặc hiệu rồi. Thế cho nên chính vì vậy mà chúng ta chỉ nâng cao sức đề kháng cho nó thôi, bằng cách là chúng ta vẫn phải khử khuẩn môi trường nước. Nếu như mà trong điều kiện này thì 24/24 giờ là phải bật quạt khí, dừng hoàn toàn thức ăn xanh, giảm 1/2 thức ăn tinh để đảm bảo cho cá ăn, cho ăn nhiều lần trong một ngày để cá ăn hết và tránh cái hiện tượng dư thừa. Sau đó thì chúng ta dùng với nano bạc hoặc cái iodin hoặc là TCCA hoặc BKC, một số các loại hóa chất, một trong những cái loại hóa chất như trên, để chúng ta khử trùng môi trường nước, tiêu diệt mầm bệnh. Khi chúng ta sử dụng nano bạc hay iodin thì nó cũng đồng thời nó cũng tiêu diệt luôn ký sinh trùng. Nếu như cá bị ký sinh trùng nó sẽ tiêu diệt luôn và cá lại trở lại bình thường. Thế nhưng mà nếu mà là các cái tác nhân khác thì nó sẽ tiêu diệt ở trong môi trường nước để không có điều kiện tấn công vào con cá. Sau 1 đến 2 ngày thì chúng ta vẫn phải xử lý môi trường nước bằng cái chế phẩm sinh học, xử lý đáy và Zuka chúng ta bón xuống để hút toàn bộ các khí độc cũng như phân hủy toàn bộ các cái bùn bã hữu cơ. Các cái xác tảo, xác vi sinh vật khi chúng ta sử dụng hóa chất nó chết, nó chìm xuống dưới đáy thì để tránh cái hiện tượng là dư thừa dinh dưỡng và tăng cái khí độc khi chúng ta sử dụng hóa chất. Còn đối với cá thì chúng ta nên cho ăn men tiêu hóa và ăn vitamin C, đặc biệt là vitamin C thì chúng ta phải cho ăn kéo dài 10 ngày liền để mà chống xuất huyết. Cũng như chống sốc đối với lại con cá đó, và cái men tiêu hóa đưa vào để nó kích thích cho cá ăn nhiều hơn và hấp thu được các chất dinh dưỡng nhiều hơn. Và chúng ta biết rằng là trong hệ tiêu hóa của cá bao giờ nó cũng tồn tại hai cái dạng vi sinh vật, một là vi sinh vật có lợi để phân hủy và hấp thu, hai là cái vi sinh vật gây bệnh, nó sẽ bám vào trong thành ruột để nó gây tổn thương, viêm, gây xuất huyết ruột. Thế chính vì vậy mà khi chúng ta cho ăn men tiêu hóa vào thì cái vi sinh vật có lợi nó sẽ chiếm chỗ và không cho các vi sinh vật có hại bám vào thành ruột, thì nó sẽ không bị xuất huyết, không bị thối nhũn ở trong cái đường tiêu hóa của con cá. Và nếu như chúng ta làm tốt cái môi trường, cái điều kiện như thế này thì con cá của chúng ta nó sẽ khỏi. Và nếu như mà chúng ta cái tỷ lệ cá mà bị chết rất là nhiều ấy thì cái hiệu quả điều trị cũng rất là khó khăn. Cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Hà rất là nhiều. Bây giờ tôi xin được chuyển sang tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung trả lời cho khán giả Phạm Ngọc Cường đến từ tỉnh Gia Lai, có số điện thoại là 0337, ba số cuối là 446 đã hỏi như sau. Nhà tôi thì có 1 hecta đất trồng và bây giờ thì tôi muốn trồng gừng. Trước đó đấy thì trên đất này tôi có trồng tiêu. Tôi xin hỏi là 1 hecta như vậy đấy thì thích hợp là trồng bao nhiêu cây gừng và cái khoảng cách mỗi một cây sẽ là bao nhiêu, thưa chuyên gia? Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Nếu mà khán giả muốn
phá cái tiêu vụ trước đi khán giả trồng gừng, thì điều đầu tiên là khán giả cũng phải phơi ải đất đấy, và để cho đất nghỉ một thời gian để chuyển đổi sang cây trồng khác ít nhất là một tháng. Sau đó thì chúng ta làm cây ải này, phơi ải, xử lý đất này, xong lên luống này, thế và chúng ta trồng gừng. Thì nếu như mà đất tốt thì chúng ta có thể trồng thưa khoảng 1.800 cây trên 1 hecta. Nếu mà đất xấu thì chúng ta có thể trồng dày hơn một chút, 2.500 cây, đấy, tùy từng loại đất. Và cũng phải chăm sóc như là các cái cây trồng khác theo đúng quy trình kỹ thuật, phải cày ải, rồi là bón lót, phân hữu cơ hoai mục, hữu cơ vi sinh, ít nhất là phải từ 10 đến 15 tấn cho 1 hecta cộng với NPK dùng cho bón lót. Đấy thì chúng ta phải bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật của trồng gừng thì sau này nó mới có năng suất. Và nếu như chúng ta làm luống mà trồng hai hàng thì cây có thể cách cây là 30 cm, và hàng thì có thể cách 40-50 cm. Đấy, nếu như mà đất tốt thế có. Và nếu mà chúng ta trồng với mật độ dày hơn, chúng ta có thể trồng so le, cây cách cây 20, nhưng mà chúng ta trồng theo kiểu nanh xấu đi thì nó cũng cách nhau khoảng 40 cm một cây. Đấy thì chúng ta trồng như thế thì nó sẽ phù hợp với lại cái sinh trưởng phát triển của cây sau này, thế và năng suất sẽ đạt cao nhất. Nhưng năng suất thì phụ thuộc vào lượng phân bón, nếu chúng ta bón ít phân thì cây nó sẽ còi cọc và năng suất nó sẽ thấp. Đấy, và cứ mật độ và khoảng cách như thế thì nó sẽ phù hợp, nó không bị quá dày và nó cũng không quá thưa. Đấy, thì nó sẽ cho năng suất cao nhất.